Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá tác động, ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão đến hệ thống cây xanh đô thị trong năm 2017 và năm 2018. Tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố diễn biến nhiều phức tạp, mưa dông, gió lốc cường độ mạnh, bất thường, cùng với các điều kiện bất lợi khác mà hệ thống cây xanh đường phố đang đối mặt, như không gian sống bị thu hẹp đáng kể, nhà cao tầng, bên dưới vỉa hè các công trình ngầm, đường giao thông ảnh hưởng đến hệ rễ cây, sụt giảm mực nước ngầm, tình trạng xâm hại cây xanh, nên sự cố cây xanh ngã đổ, rơi gãy nhánh cũng diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện thành phố Hồ Chí Minh chưa có nghiên cứu cụ thể về loại cây trồng trên đường phố, phù hợp với điều kiện địa phương và có khả năng chống chịu trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, qua thực tiễn quản lý, thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy một số loại cây sau đây có ưu thế đáp ứng cơ bản các điều kiện trên như me chua, mặt nưa, bằng lăng, dáng hương lá lớn, gõ mật. Từ thực tế trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đối với việc ban hành danh mục cây trồng đường phố để địa phương chủ động trên cơ sở đảm bảo khả năng thích ứng tính chống chịu thiên tai và kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành quy định nguyên tắc khung đối với vấn đề này trên cơ sở đảm bảo phù hợp giữa tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đô thị, điều kiện thổ nhưỡng từng địa phương và thực tiễn lựa chọn loại cây trồng của mỗi địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện nghiên cứu, khảo nghiệm để ban hành danh mục cây trồng đường phố có khả năng thích ứng chống chịu thiên tai dựa trên các nguyên tắc tuân thủ phù hợp đối với tiêu chuẩn, quy định xây dựng đô thị, cây tạo được bóng mát.